vì chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn đời, bạn bên tôi ta cùng tỏa lan hơi ấm yêu thương dấu muôn trùng xa, nơi vùng quê, nơi đồi cao, tận nơi có sóng vô dì dào, để cuộc sống như những bức tranh để phép nhiệm màu. Ba ơi, nhà vệ sinh hôi quá. Mùi hôi khó chịu có thể là dấu hiệu của vi khuẩn, nhưng khi có Viêm trong tay, vi khuẩn chạy đâu cho thoát. Viêm diệt 99,9% vi khuẩn, sạch đất bẩn, khử mùi hôi. Viêm bất khả chiến bại. Nay có thêm Viêm trắng sáng mới, sạch thơm dịu mát. Để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, cho đi là còn mãi. Cho đi đôi khi chỉ đơn giản là những lời động viên, chia sẻ yêu thương và giúp đỡ người khác, dù là điều nhỏ nhặt nhất. Đó là chặng đường mà hành trình kết nối yêu thương đến với quý vị khán giả cho đến nay đã và đang thắp lên ngọn lửa yêu thương. Chuyến xe hành trình kết nối yêu thương với thông điệp nhân ái, nghĩa tình, giúp đỡ và chia sẻ, tạo điều kiện cho nhân vật có thêm động lực. Ở họ tuy có những nghịch cảnh hay biến cố của cuộc đời, nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để vươn lên trong cuộc sống. Hành trình kết nối yêu thương, chúng tôi lại tiếp tục lên đường để làm cầu nối giúp cho cuộc sống này thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Đang nghe xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hành trình kết nối yêu thương. Chương trình phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Thưa quý vị, trong những số phát sóng vừa qua thì chúng ta đã có rất là nhiều những chuyến hành trình và chúng ta cũng đã hỗ trợ giúp đỡ được rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đang nghĩa xin thay mặt ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những mạnh thường quân gần xa đã đồng hành cùng với chúng tôi để giúp đỡ, để san sẻ những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn mà chương trình chúng tôi đã giới thiệu. Và ngày hôm nay, Hành trình kết nối yêu thương đã đi ra ngoài khỏi thành phố, đi xa hơn, và chúng tôi đang có mặt tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và nơi đây chúng ta cũng sẽ có những nhân vật, những câu chuyện mà làm cho chúng ta cảm thấy cần phải chia sẻ nhiều hơn để giúp đỡ họ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là câu chuyện của một người phụ nữ hiện đang cũng có bệnh trong người, bên cạnh đó còn có hai đứa con gái đang trong tuổi ăn tuổi học và cũng đang gặp rất là nhiều những cái trắc trở, những cái biến cố trong cuộc sống, cần sự san sẻ của tất cả mọi người. Nhưng mà trước khi đến với gia đình của nhân vật chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với khách mời đặc biệt là người bạn đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong chuyến hành trình này. Mời tất cả quý vị khán giả theo chân Đại Nghĩa đi nha. Biết bao em bé có gió lạnh xa, vợ đồng sang cũng chẳng ao ước chẳng ngôi nhà, bốn phương trời mình cùng nhau cất công chân tình nhập về thương yêu. Gió mưa không ngại mặt đường xa, ta vẫn đồng lòng. Chào anh Đại Nghĩa. Dạ, chào em. Dạ. Chờ lâu không? Dạ không, em mới ra tới. Ok, hôm nay thì anh được biết rằng em là người bạn đồng hành cùng với anh. Dạ. Là khách mời trong chương trình của chúng ta Hành trình kết nối yêu thương. Dạ, ok. Ok chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi, đi. Dạ. Mời em. Sao khỏe không em? Dạ khỏe. Thì thấy là trắng nha, trắng tươi nha. Nhưng mà hôm nay em phải chuẩn bị cái tinh thần là mình gian nắng cùng với anh. Dạ ok. Dạ anh còn đẹp hơn em nữa, anh không ngại gì thì em đâu có ngại. Không, đương nhiên mình đi những chương trình này là mình phải chấp nhận cái chuyện nắng gió. Dạ. À, ở đó giờ em có hay đi những cái chương trình giống thế này chưa? Nói chung là không nhiều, nhưng mà lâu lâu thì em cũng có đi. Ừ. Dạ. Những chương trình như thế này thì chúng ta sẽ gặp những cái nhân vật, những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ. À, và qua những cái câu chuyện của họ đó thì mình sẽ chia sẻ động viên. Mục tiêu của chương trình chúng ta ngoài cái chuyện chia sẻ động viên ra là mình còn giúp đỡ họ một cách nó thiết thực nhất.
Dạ. Ta muốn nhờ những mạnh thường quân gần xa khi dạ. xem chương trình hiểu và thông cảm được hoàn cảnh của các nhân vật á, chung tay để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đó. Em cũng hơi thắc mắc là không biết là hôm nay cái nhân vật mình gặp có hoàn cảnh như thế nào á. Chưa được biết gì hết đúng không? Dạ. Thì đây, tiết lộ cho em sơ sơ chút xíu. Dạ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị này thì nuôi hai đứa con gái. Dạ. Một đứa con gái thì đang học đại học. Dạ. Một bé thì đang học phổ thông. Chồng thì chết lâu rồi, hoàn cảnh khá là éo le. Dạ. Nhiều biến cố trong cuộc sống lắm. Mà bản thân cái chị này, chị cũng đang có bệnh trong người nữa. Dạ. Đó. Wow. Nhiều đó thôi. Để lát tới em có thể hỏi gia đình thêm. Mình sẽ lắng nghe những cái chia sẻ rất là thật từ những cái nhân vật đó. Kể cả mình có khi sẽ hỏi thăm bà con hàng xóm. Dạ. Tình cờ mình cứ gặp bà con ở dọc đường thì mình cứ hỏi thăm, hỏi cho nó chân thật thì đó là những cái ý kiến, những cái chia sẻ mà nó chân thật nhất luôn. Dạ. Chương trình này của chúng ta thì từ bữa đến giờ là đa phần mình đi lòng vòng ở trong thành phố. Dạ. Hôm nay là một cái chuyến hành trình về miền Tây. Dạ. Thì đó, anh nói trước em có chuẩn bị cái tinh thần lát nữa gian nắng cùng với anh. Dạ. Để coi coi, nãy giờ đi dọc đường em nhìn cảnh em rất là thích anh ơi. Ừ. Có lúc em còn muốn mở kiến ra em hít không khí ở đây, em thấy trong lành, có cây cối rồi đẹp. Một lát nữa hình như theo anh biết là cái chị nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay nè, chị cũng làm ở ngoài vườn, ngoài ruộng cho anh ta. Dạ. Thì lát có khi là anh em mình cũng sẽ phải chia nhau ra nha. Dạ. Em có khi sẽ gặp bé hoặc là anh sẽ gặp bé hoặc ngược lại gì đó. Dạ. Rồi còn chia nhau ra gặp cái chị đó nữa. Dạ. Để mình hỏi thăm. Ê, nước sống thôi. Thôi, nắng lắm. Mày ấp ớ vì danh được sảng khoái. Trải nghiệm bất tận. 92% mẹ Việt Nam muốn giúp con bền bỉ hơn. Thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng, Milo mỗi ngày cùng tập thể dục giúp trẻ bền bỉ hơn. Kiểm chứng trên hai nhóm trẻ cùng thể chất. Khác biệt duy nhất, Milo cho nhóm áo xanh. Điều gì diễn ra khi hai nhóm thực hiện chuỗi hoạt động suốt ngày dài? Trẻ uống Milo bền bỉ hơn hẳn trong mọi hoạt động. Milo mỗi ngày để được chứng minh khoa học giúp trẻ bền bỉ hơn. Cha suy thận và mất lúc Vi còn học mẫu giáo. Mẹ em tên Trần Thị Tuyết, sinh năm 1976. Chị gái tên Lê Thị Mộng Uyên, sinh viên năm 2 khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Tuyết gốc người Bắc Giang, hiện chị mang trong người nhiều bệnh tật, trong đó u ngực và thoát vị đĩa đệm đang bào mòn sức khỏe chị mỗi ngày. Trước khi chồng mất, hai vợ chồng chị Tuyết dành dùm được một ít vốn liếng mua được mảnh đất, nhưng chưa sang tên đổi chủ, chị viết tờ giấy tay, nên khi chồng chị qua đời thì coi như gia đình chị mất luôn tài sản duy nhất này. Từ một gia đình êm ấm, hạnh phúc, sau cái chết đột ngột của chồng, cộng với việc mất đi mảnh đất mà bao nhiêu công sức tích góp của cả hai vợ chồng mới có được, mẹ ruột của chị cũng đã ngoài 80 tuổi. Phần vì ở xa nên chị giấu tin và ba mẹ con rơi vào cảnh túng quẫn. Cũng may có một người cậu bên chồng thương cho hoàn cảnh của ba mẹ con nên cho mượn tiền để chị đi mổ và trị bệnh. Cậu còn cho mượn căn nhà để ba mẹ con tạm tá túc một thời gian ngắn. Nhà chị hiện thuộc diện hộ nghèo. Các thầy cô trong trường cũng quan tâm giúp đỡ hai chị em trong thời gian học tại trường trung học phổ thông Chợ Gạo. Thầy Sơn dạy thêm toán, không lấy học phí, mà đôi lúc thầy còn cho thêm tiền giúp hai chị em có thêm chi phí sinh hoạt trong gia đình. Thấy hai con gái của mình rất chịu khó học và học giỏi, nên chị Tuyết cố gắng cho các con ăn học. Ai thuê gì làm đó. Ngoài ra, chị cũng thu mua thêm ve chai để có thêm tiền trang trải. Chị Tuyết lúc nào cũng đau đáu về chi phí cho hai con đi học hơn là nghĩ đến bệnh tình mà mình phải đối mặt hàng ngày. Cần thật nhiều tấm lòng bao dung sát vai cùng nhau, để nụ cười sẽ lại rạng rỡ trên môi người.
trời lại đến xóa đi bao nhiêu muộn phiền đêm qua. Bấy quanh ta luôn tràn niềm vui từ những điều tử tế nhỏ thôi, vì chúng ta luôn hy vọng rồi. Bình minh chiều sáng. Là cái con đường này, cái cầu nhỏ nhỏ này về miền Tây là mình sẽ đi qua rất là nhiều những cái cầu như vậy nè. Lâu lâu có dịp về quê em thấy sao? Em rất là thích không khí đây, đời sống rất là yên bình. Dễ thương ha. Bà con ở dưới quê thì chất phác, thật thà, một mạc, dễ thương lắm. Anh rất là thích bà con miền Tây, đặc biệt là mỗi lần có dịp về đây diễn hay quay gì đó. Dạ, chào cô. Chào cô. Dạ, cô cho con hỏi thăm cái, cô biết chị Tuyết không? Biết. Dạ. Ở đây ra đó là tới à? Ở đây đó tới. Đó là ra đường ngoài, nhà bà ngoài cái tới liền. Dạ rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ, chào cô. Dễ thương em, không thấy chỉ đường nhiệt tình vậy đó. Ở đây là mình không cần hỏi địa chỉ nhà, không phải mình chỉ cần nói tên người đó là người ta biết hết. Thường là vậy, về đây á, cái miệng là đường á. Mà nhiều khi mình hỏi tên người đó là người ta biết lý lịch người đó là con cháu ai nhiều đời luôn không anh? Đúng rồi, ở dưới quê bà con là hay qua lại thăm hỏi nhau lắm. Đó, cho nên là mình muốn thông tin gì mình cứ hỏi. Chị. Dạ phải. Cảm ơn chị. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ thấy cưng không? Sinh đôi hả chị? Dạ. Chị, nhà chị Tuyết đâu chị biết không? Biết. Dạ đâu rồi chị? Đi ra đây đụng cái đầu đường, cái quẹo lên tới. Dạ, đụng cái đầu đường quẹo lên tới. Nó có hai đứa con gái phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chồng dạ. Chết đó ha. Trời, biết hết gia đình ta luôn hả? Chồng sớm mà, ở đây dưới đó. Thấy chưa? Dạ. Đây, bạn này vừa mới nói. Ở dưới quê hình như là mọi người đều biết hoàn cảnh gia đình của nhau hết thì phải. Ở quê nó hay nhiều chuyện thì đó. Trời, dưới quê hay nhiều chuyện vậy đó. Không phải nhiều chuyện, giống như chị này nói nè. Chồng sớm quan tâm. Cho em hỏi thăm cái nhà chị làm sao? Ai thấy nó cũng thương hết á. Cái ông mà nó ở cái nhà đó này nè. Rồi ông mới chết. Chồng sớm người ta thấy vậy, người ta mới hỏi con á. Lại giờ cái nhà ổng không có người ở, cũng bà con cho ở 1 năm 2 năm gì đó. Vậy là cũng ở được 1 năm 2 năm rồi. Thí dụ ở vài năm thôi là không cho ở nữa rồi tính nữa. Có không? Đã không có ruộng đất mà không khó sao được. Ai biết đâu, nhiều khi không có ruộng đất mà có vàng. Nếu mà không phải nó có, Đại Nghĩa đâu có xuống tới đây. Dạ bởi, dạ thiệt. Bữa nay là em với Dũng, hai anh em xuống đây để thăm gia đình của chị Tuyết. Nhưng mà đi ngang gặp bà con hàng xóm mình nè, hỏi thăm. Thôi cảm ơn chị nghe. Thôi, chị ghét quá trời, thôi chú Nghĩa đi nghe, chào hai con. Bye bye đi con. Thôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hỏi thăm chút xíu thì thôi rồi. Rồi. Hình như là cái nhà này đây. Nãy là cái chị kia chỉ kế bên nhà có cái này nè. À con bé đang ngồi học chắc con chị. Alo. Dạ, dạ chào chú, chào chú. Để hỏi thăm chút xíu. Con là con của mẹ Tuyết phải không? Dạ đúng rồi chú. Chú là chú Nghĩa ha. Dạ. Con đây là chú Dũng. Dạ. Hai chú đến từ chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương. Dạ, chú mời chú vô. Cho chú nghe hỏi con tên gì nè? Dạ con tên Ngọc Huy. Năm nay Huy nhiêu tuổi? Dạ con 18 tuổi. Là học lớp 12 hả? Dạ. À, bạn này là con nhỏ. À, con nhỏ. Dạ. Còn bạn lớn á, là đang đi học hình như học ở thành phố không con? Dạ đúng rồi chú. Dạ là năm nay con cũng chuẩn bị thi đại học. Dạ. Con định thi gì? Dạ con định thi logistics của trường giao thông vận tải. Cái nhà này của mình là chú Nghĩa nghe nói là mình ở nhờ phải không con? Dạ đúng rồi, vậy nhà con ở nhờ. Ở bao lâu rồi? Dạ 2 năm. Cái nhà này là coi như chú bác họ, nhưng mà ông để chết để lại trống thì có không ai ở, thì coi như cháu này nó lên nó hỏi nó ở thì gia đình hai bên đồng ý để cho cháu nó ở để cuộc sống. Địa phương thì cũng không có hoàn cảnh, coi như có hộ nghèo, nhưng mà xét thì có chính sách thì có hỗ trợ một phần nào đó thôi, cái mức sống của gia đình thì cũng không ổn định. Lễ hội giảm giá máy lạnh quạt lạnh đồng loạt giảm giá các sản phẩm đến 50%, đến điện máy Chợ Lớn ngay thôi. PS trà xanh mới. Ê ơi, ngắm gai nghe nhiệt lắm đó. PS trà xanh mới với tinh chất trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên, giảm nhanh cảm giác cay nóng, công thức 100% được kiểm chứng. PS với trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên mới. Nước giặt dưỡng vải, tuy là nước giặt nhưng lại dưỡng vải, lại nước giặt dưỡng vải. Tuy là nước giặt nhưng lại có dưỡng, dưỡng mà ra tuy giặt mà dưỡng, dưỡng như giặt, vừa giặt vừa dưỡng. Nước giặt dưỡng vải công phò mới. Quả trái. Vũ khí đi. Tài lanh là xa cách nhanh. C2 ủ từ lá trà 100% tự nhiên, thanh khiết hương chanh tươi, dâng trào sảng khoái. Có C2 mát lành sao phải gắt.
ngứa liên hồi vì gầu nhờn. Ẩn sâu bên trong, hãy dùng Head & Shoulders mới thẩm thấu sâu 5 tầng, đánh bay gầu nhờn và ngứa để bạn tự tin 100%. Head & Shoulders mới. Sting, vị dâu ngon đỉnh và công thức chứa hồng sâm cùng vitamin nhóm B, bùng nổ năng lượng. Get go! Sting, bật năng lượng, sống bứt phá. Tình trạng ê bứt răng thường xảy ra khi bạn ăn đồ nóng hoặc đồ lạnh, mà theo thời gian nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn kem đánh răng Sensodyne Repair Protect Deep Repair vì sản phẩm này có thể giúp phục hồi và bảo vệ răng của bạn. Sản phẩm này thực sự là có tác dụng. Đâu dễ tìm điều hoàn hảo, nhưng có Nescafe 3 trong 1. Jolly cà phê đậm thơm hoàn hảo. Ai đang quyết định kiểu tóc của bạn? Sơ rối, gãy rụng, đây là dấu hiệu tóc hư tổn. Đồ phục hồi hư tổn với Dome Keratin Repair Active giúp tái tạo liên kết đứt gãy, cho tóc trông chắc khỏe gấp 10 lần. Dome Glow Zip vị mới đột phá, làm sạch cho hơi thở thơm mát dài lâu. 8 giờ nữa đến Đà Lạt. Xe Hương hả? Đi chung với anh nha. Ok. Close up thơm mát dài lâu, vị mới đột phá. Thấy rồi, bự gấp rưỡi lần. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực tại đây là phải to. Coco mi đại một gói rưỡi. Coco mi đại một gói rưỡi mới, to gấp rưỡi so với mì 75g. Gợi vàng tươi, vị tôm chua cay chanh ớt. Ăn một gói thì thiếu, hai gói thì dư. Chỉ có Coco mi đại một gói rưỡi, 113g mới là quá đã. Coco mi đại một gói rưỡi. Thời là mới sườn cây hành phi ngon hết sảy. Kukumi. Theo chú biết là con sắp lên thành phố học phải không con? Dạ đúng rồi chú. Lên học đại học chung với chị hả? Ừ, dạ trường đó thì cũng xa trường của chị con. Mẹ hai chị em có ở trọ nhau chung không? Dạ chị con thì ở kiến trúc xá. Dạ. Vậy rồi con đi rồi mẹ sao? Con có gì, kế hoạch gì để mẹ ở lại rồi sao? Sống sao rồi con lên chảnh con sống sao để học, có tiền để đi học không? Con nghĩ là tại vì nhà cũng không phải của mình á, thì sau này hai chị em lên thành phố thì con với mẹ sẽ muốn trọ ở chung và con sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm để phụ mẹ. Đó là tốt á, vừa học vừa làm. Chỉ là cái khoảng thời gian đầu á, con sẽ hơi chưa quen đâu. Nhất là khi mà đang sống ở đây cùng với mẹ, bây giờ lên thành phố rồi ở trọ con thân mình, mọi cái con phải đều tự lo liệu sắp xếp hết. Thì con có sợ không? Dạ, nếu như mình đang ở môi trường này mình quen thì mình lên môi trường khác thì mình cũng có nhiều thay đổi. Thì con sẽ cố gắng từ từ thích nghi nữa. Con có tìm hiểu qua về cái ngôi trường mà con chuẩn bị học, cái ngành nghề mà con muốn học, cũng như là cái môi trường sống ở trên thành phố như thế nào, có tìm hiểu sơ qua không? Dạ, con cũng có tìm hiểu sơ qua ngành. Thì con thấy trường lấy điểm chuẩn thì cũng khoảng 25-26 điểm. Xe cộ thì đông đúc, rồi lên nó cũng khó khăn cho việc di chuyển đi học. Thì đó là những cái khó khăn mà bất kỳ ai ở dưới tỉnh mới lên trên thành phố đều sẽ gặp phải hết. Con lên thành phố học rồi, con có chuẩn bị về vấn đề tiền bạc đi học, học phí có cao không con? Dạ thì nó rơi vào tầm khoảng 15-16 triệu. Một năm hay tháng? Dạ một năm. Trời đất ơi, chứ một tháng 15-16 triệu ai học nổi. Dạ, nhưng mà đối với bé 15 triệu. Năm chắc thì cũng là số cao tiền rồi, rất là lớn rồi. Thì đó, như con đã tính là mình sẽ phải vừa đi học vừa đi làm thêm. Thì bên cạnh đó rồi mẹ cũng lên phụ với con.
thì chắc là cũng xoay sở được nha. Con học giỏi thì biết đâu con sẽ còn có học bổng của trường. Dạ. Yeah. À, chị Tuyết phải không ạ? Dạ dạ đúng rồi anh. À đây đây đây. Chị mời chị ra đây xíu được không? Dạ dạ được. Dạ, chị đang làm việc hả? Dạ, em đang dọn cỏ bưởi cho người ta. Thôi bỏ nón ra đi chị ha. Nón ra. Dạ. Từ chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương được biết hoàn cảnh gia đình của mình á, cho nên là muốn ghé thăm gia đình hỏi thăm chị chút xíu. Dạ. Ngồi đây được không chị? Dạ được anh. Ngồi xuống luôn ha. Dạ. Thôi mình ngồi chơi mình nói chuyện nhau xíu. Dạ. Rồi mình đi làm như vậy là ở nhà là bé con mình nó tự cơm nước hả chị? Trường xa đó anh, là sáng ra em dậy nấu cơm cho bé anh nhóm thì anh rồi bước theo lên trường. Ở trên đó luôn tối với bà. Dạ. Chị hình như là quê ngoài Bắc. Em ở ngoài Bắc Giang á. Dạ. Mình vào miền Nam này là được bao nhiêu năm rồi chị? Vào 24 năm rồi. Là mình lấy chồng. Dạ. Ở trong này rồi mình. Dạ. Ở đây luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà như là anh nhà là cũng mất khá lâu rồi phải không chị? Dạ, mười mấy năm rồi. Là anh bệnh sao chị? Dạ, anh bệnh suy thận đây. Vậy là suốt mười mấy năm nay là chị cứ đi làm những cái công việc làm thuê làm mướn như vậy? Ai mướn gì làm đó, đi mua ve chai lửa. Chung là nhiều công việc lắm, cứ ai mua mướn cái gì thì làm cái đó anh. Ừ. Rồi những lúc mà khó khăn quá như vậy thì mình có ai giúp đỡ mình không hay là mình cũng phải tự chịu đựng hết? Số là giúp về cái tinh thần nhiều thôi anh, đúng ra là vật chất thì có. Thế còn với gia đình. Dạ. Của chị á. Dạ. Thì có bà con nào ở trong miền Nam này không hay là ngoài Bắc Giang hết? Chị em là ngoài Bắc hết. Thế vậy sao chị không đưa hai cháu về với nhà mẹ mình ở luôn? Thì lúc mà chồng bệnh người ta thương người ta cho mượn đó, mà mình dịch nợ đi thì cũng không được nữa, nó đủ thứ luôn. Đi muốn cho mà lúc cô đưa đường cùng là anh biết không, có cái chuồng bò nhà ông ba kế bên á, con mua chỗ ở đi cho con sửa chuồng bò con ở đó. Cái ông nói là ở thì ở chứ ông không muốn chỗ con ở cái chuồng bò á. Xong bác cháu này trên đây mất, cũng như là cái nhà này không có ai ở đó. Mấy chú bác nói thôi đi lên đây sửa sang lại thì ở nhờ. Đến nay thì cái khoản nợ đó của mình đã trả hết chưa chị? Em giờ em còn nợ bên ngoài, mấy điện nợ cũng nợ trong nhà nước đó. Tức là đây là những cái khoản nợ mà từ hồi đó tới giờ mình vẫn còn hay là sau này mình mới mượn thêm nữa? Dạ, từ hồi đó cũng còn. Sau này em cũng mượn thêm. Giờ mình thì ở đây thân cô thế cô. Hai đứa nhỏ bây giờ nó cũng lớn rồi. Nó cũng đỡ hơn một tí không chị? Dạ. Cũng như em thì thân chạy nhưng mà cũng bị bệnh nha. Cũng phẫu thuật 2 lần rồi. Chị đang bị gì? Em bị u ngực, phẫu thuật một bên, còn một bên bị u nang, cũng có phẫu thuật một lần. Uống thuốc thì mình có điều trị gì không? Thì cái chi phí thuốc men như vậy thì hàng tháng nó tốn khoảng bao nhiêu? Ngủ tư thì hết nhiều tiền, còn bây giờ nhưng mà đi theo bảo hiểm thì cũng không hết nhiều anh. Như bé lớn của mình hiện nay bây giờ là đang trên thành phố học. Dạ. Rồi bé nó có đi làm thêm được gì không hay là mình vẫn phải gửi tiền hết cho dạ. Con? Dạ không, chỗ đó cũng như là những học đăng ký học nhiều á anh. Ở Thủ Đức cái chỗ đó cũng vắng á, để xe cộ không có, để kiếm việc cũng hơi khó. Ừ, còn bé nhỏ ở đây là đang học lớp 12. Dạ. À, mình có được những cái khoản trợ cấp từ địa phương hay từ nhà trường dành cho gia đình mình không? Ở trong lớp nói chung là cũng có những cái hỗ trợ nhỏ để giúp đỡ em. Tại vì năm nay thì bắt đầu năm nay nhà trường ban giám hiệu mình cũng là hỗ trợ rất nhiều ở cái khoản là phụ đạo buổi chiều là gần như là Ngọc Vy không có đóng cái khoản đó. Nên là đã nhẹ nhàng hơn so với 10 với 11 rất là nhiều. Rồi những cái khoản tiền ví dụ như phụ cô tiền quỹ này kia trong lớp thì nói chung là nếu mà giáo viên chủ nhiệm có hỗ trợ em một phần nào thì nó sẽ hỗ trợ cho em phần đó. Nói chung thì cũng góp được những cái phần nhỏ. Tôi rất là mong muốn MV sau chương trình này được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để em có thể tiếp tục đến trường hoàn thành ước mơ học đại học để em có thể thoát cái nghèo.
Cũng như em có tâm sự là sau khi thoát nghèo thì em sẽ có mong muốn quay lại trường để tiếp tục giúp đỡ các em học sinh khác. Đúng là những khi cuộc đời mình nó có rất là nhiều những cái chuyện buồn, những cái chuỗi bi kịch nó liên tiếp nó xảy ra. Nhưng mà người ta hay nói với nhau sao biết không? Ông trời không có gọi là triệt đường sống của bất cứ ai hết. Cánh cửa này đóng lại rồi sẽ có cánh cửa khác được mở ra. Nếu như mình vẫn còn giữ được cái tinh thần nó lạc quan, giữ được cái ý chí và quan trọng nhất là cái tâm của mình á, giống như là hai đứa con của chị nó có một cái tâm rất là tốt, thì mình sẽ có nhiều người giúp. Chẳng hạn như là hôm nay nè, chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương này nè, cũng vô tình làm việc với địa phương rồi được giới thiệu, mới biết cái hoàn cảnh gia đình của mình. Chị cứ giữ cái tinh thần của mình để giữ cái sức khỏe của mình nữa chị ha. Thôi bây giờ vậy thôi, mình quay về nhà đi. Quay về nhà xong rồi mình trò chuyện nhau chút, rồi sau đó sẽ gửi đến chị những cái niềm vui bất ngờ nghe. Khi con lớn lên á, trải qua nhiều gian khổ, nhiều khi đi học hay là này kia cũng thiếu thốn về tình thương cũng như vật chất, nhưng mà chú thấy con rất là giỏi, có nghị lực trong cái điều kiện của con rồi. Lúc nhỏ thì giống như là nếu như suy nghĩ của con chưa đủ lớn thì lúc đó thì con cũng có buồn, nhưng mà sau này lớn lên đó thì con nói là kiểu như là nó ở trong quá khứ thì mình cứ cho nó qua đi và mình đón nhận những cái mới, những cái niềm vui trong cuộc sống mới thôi. Mình không có nên khơi lại gọi lên những cái buồn của quá khứ. Cái suy nghĩ tích cực tốt. Mong con giữ được cái tinh thần trong sáng và lạc quan như vậy. Như cái nghị lực của mình để mình tiến xa cho con ha. Điều đó rất là đáng quý. Thưa quý vị khán giả, xin được giới thiệu chú Kim Chi là trưởng ban công tác mặt trận của ấp, cũng đã có mặt trong ngày hôm nay với gia đình của chị Tuyết. Và hôm nay với chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương cũng sẽ gửi đến gia đình chị trước tiên là một cái món quà đặc biệt, đó là một cái số tiền trị giá là 10 triệu đồng do Dũng trao tặng nha. Chú Dũng xin được phép đại diện chương trình gửi tặng đến chị Tuyết và cháu Vi phần quà, và kính chúc chị Tuyết được dồi dào sức khỏe và đạt được những điều chị mong muốn, cũng như chú chúc cho cháu đạt được mơ ước của mình và tiến thân hơn nữa trong xã hội, và giữ mãi cái nghị lực của cháu đang có, và mong là tương lai của cháu sẽ tốt đẹp nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Em muốn nói lời cảm ơn đến chương trình đã giúp đỡ cho mẹ con em, để cho con em tiếp bước